Tôi có câu hỏi liên quan đến các vị A-la-hán thời cận đại như Ngài Ajahn Mun, Sun Lun Sayadaw, Mogok Sayadaw. Theo sư hạnh tuệ trong các video trước, rất khó phân biệt có một vị có phải là A-la-hán hay không. Vậy làm sao chúng ta biết và chắc chắn rằng các vị thượng tọa trên có phải là vị A-la-hán hay không? Đây có thể là một câu hỏi rất nhạy cảm, nhưng tôi chỉ muốn biết sự thật. Kính thưa quý vị, ở đây các câu hỏi này nè, sư sẽ tách ra làm hai vế. Tại vì nếu mà trả lời mà chung á thì đôi khi nó vị sẽ dễ hiểu lầm, mà rồi đôi khi quý vị sẽ hiểu lầm nói là sư lại bài bác cái việc mà không có công nhận, không có công nhận cái việc mà có những cái vị A-la-hán cận đại đó, cho nên là sư phải tách ra. Nhưng như trường hợp á, mà ở đây sư chỉ trường hợp đề cập hai vị thôi, đó là ngài Sơn Luân và ngài Mô Gốc Sa Mô Gốc. Tại vì với ngài Trình Môn thì sư không có nghiên nghiên cứu nhiều về cái tài liệu ngài Trình Môn, cho nên là sư sẽ không đề cập đến. Nhưng mà cụ thể ở đây á, ở bên Myanmar thì đúng á, là trong rất nhiều tài liệu ghi, đặc biệt ngài trường hợp ngài Mô Gốc, là sư đọc qua một số tài liệu thì người ta gọi là câu này nè, người ta tin 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 rằng, có niềm tin nên mãnh liệt rằng ngài Mô Gốc là ngài là vị A-la-hán. Quý vị nên nhớ nha, cái niềm tin nha. Riêng ngài Sơn Luân đó là trường hợp đặc biệt, là trường hợp ngài là vị thánh tăng mù chữ, nghe là vị thánh thánh A-la-hán mù chữ đó. Thì cái trường hợp này, cái niềm tin đó, ngoài cái niềm tin và cái sự xác chứng đó, thì nó được củng cố hơn nhiều hơn. Tại vì khi mà ngài Đắc A La Hán thì bị rất nhiều, mà mù mù chữ nha, vị mà phải nói rõ là ngài Sinh luôn là mù mù chữ đó. Đó, rất nhiều vị mà giỏi pháp học đó, giỏi pháp học thậm chí cũng có trải nghiệm pháp hành đó, lại hỏi ngài hỏi lại hỏi ngài những cái câu đó, ngài giải đáp được. Thì nếu mà nói trường hợp ngài Sinh luôn A La Hán thì ngoài cái việc khả tín, mà cái việc mà niềm tin đó, thì cái việc mà có thì riêng bản thân sư, riêng bản thân sư nè, sư cũng 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 nghĩ là ngài ngài A La Hán. Đúng không? Tại vì cái việc mà nói là để nói là cái vị đó là hắn, nó rất là nhạy cảm thưa quý vị, mà chúng ta chỉ nên dừng ở cái mức mà nói là niềm tin thì nó hay hơn, hiểu không? Tại vì khi mà nói sẽ nói là cái vị đó là hắn thì người ta sẽ hỏi ủa sao không biết cái vị đó là hắn đó đó. Vì nhớ nha, khi mà quý vị mà nói một cái vị sư nào, bị nhìn cái vị sư đó, hay thậm chí bị cho bị tiếp xúc cái vị sư đó luôn, quý vị nói cái vị này là đắc thậm, đừng nói là hắn, mà thậm chí nói sơ sơ nó đắc sơ thiền, gì này tâm thiền tứ thiền, thì quý vị phải cẩn thận để đến cái câu hỏi người ta hỏi quý vị là vì sao mà ông hay là bà đó, hay là cô, hay là chú, anh chị biết cái người đó là họ là A-la-hán. Mình trả lời là ú ớ này đúng rồi, mình rồi đôi khi người ta hỏi là không lẽ giàu ông hay ông đắc A-la-hán sao mà không biết vị đó là A-la-hán đó, cho nên là mình phải lưu ý điểm này. Rồi cái vế đầu tiên sư đã nói rõ ha, nó rõ rõ trường hợp của ngài Sơn Luân với ngài Mô Gốc ha. Rồi ở dưới đây á, là cái vế dưới á, là như vậy. Anh hỏi là vậy làm sao chúng ta biết được, đừng bây giờ á, sẽ không đề cập á, cái ngài Sơn Luân ngài Mô Gốc nữa, nhưng mà bây giờ đây sẽ nên phải nên nói là làm sao biết được vị một cái một vừa vị A-la-hán đó. Thì xin thưa quý vị là như vậy. Cái câu hỏi này đã từng có trong ở trong tập tạng kinh điển, có trong tập tạng kinh điển, ở trong Tương Ưng, liên quan đến ông vua Basenadi. Thì có một lần ông vua Basenadi, ông đến gặp Đức Phật. Ông đảnh lễ Đức Phật xong thì từ xa có những vị đạo sĩ, những vị đạo sĩ mà lõa thể đó, thì ông mới đứng lên chắp tay.
nghĩa là đảnh lễ Đức Phật xong ông mới tách tay, ông ra ông mới đảnh lễ những cái vị đạo sĩ đứng từ xa đó, như là trong kinh điển ghi là như khoảng 5 đến 7 người đó. Rồi ông hỏi Đức Phật, ông hỏi Đức Phật là bạch ngài, những cái người đó, những cái người mà lõa thể đang đạo sĩ đang tu đó, thì làm sao mà phân biệt được những cái người này nè là đang đi trên đường đến cái A La Hán, tại vì cái A La Hán mà quý vị phải hiểu là cái định nghĩa A La Hán này, cái khái niệm A La Hán này nè là nó có trước thời Đức Phật rồi, nghĩa là cái vị người mà không có, người mà không có còn chịu chi phối về sinh tử nữa, nhưng mà Đức Phật là người định nghĩa lại cái từ A La Hán nó hoàn hảo, quý vị hiểu không? Đúng vậy, A La Hán này nó đã có trước đó thời Đức Phật rồi, nhưng mà có điều là nó bóp méo thôi, bóp méo là nó khuyết thôi. Thì ông hỏi là làm sao để nhìn nhìn cái nhóm đạo sĩ đó là biết được những người này trên đường tu tập hướng đến A-la-hán và là có phải là A-la-hán không? Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói là để biết được một người á mà trên hành trình á mà đi đến A-la-hán hay là vị A-la-hán là nó phải hội tụ bốn cái điều quan trọng. Bốn cái điều quan trọng đây là gì? Thứ nhất á, là phải cộng chú, có nghĩa là phải nó, ở đây phải nói rõ nghĩa ăn chung ở chung với người đó thì mới biết được giới đức á, của một người đó như thế nào. Vấn đề thứ nhất là rất sâu sắc thưa quý vị. Giống như bây giờ mình nói cái vị đó đi, cái vị đó là A La Hán đi, mà mình chỉ quen biết tiếp xúc bên ngoài thôi, cái vị đó nói pháp này nọ thôi, còn sao gọi là sẽ nói là gọi là giống như sao bức màn nhung đó, sao cánh gà, đúng không? Về giới đức của vị đó làm sao mình biết được như thế nào? Đó là điều thứ nhất mà ông Đức Phật nói với ông Vua Sa-la-đi. Cái điều thứ hai Đức Phật nói để phân biệt đó, là phải cùng chung một nghề mới biết được sự thanh tịnh của một người. Tức là ở đây á, là nếu mà nói là để phân biệt A-la-hán thì giống như quý vị phải xuất gia tỳ kheo đi, ở chung với vị đó, không tu tỳ kheo ở chung vị đó, coi coi sinh hoạt vị đó như thế nào đó, sinh hoạt vị đó rồi nó có hành vi cử chỉ đó, thân quý của người đẹp của quý vị đó, thì quý vị mới đó mới xét đoán được cái vị đó là cái A-la-hán không. Vấn đề thứ ba là chính trong thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người. Cái điều này mới sâu sắc thưa quý vị. Sắc là sao? Là làm sư nhớ đến một cái câu chuyện của ở trong ở bên Sri Lanka, nghĩa là sau thời Đức Phật thôi. Câu chuyện là như vậy, câu chuyện là có một vị đệ tử đắc A-la-hán rồi. Nhưng mà người thầy á, người thầy của vị này á, chưa đắc A-la-hán nhưng mà đắc các thần thiền chỉ thưa quý vị. Thậm chí có thần thông luôn, có thần thông luôn nha, nhưng mà cái vị bị lầm tưởng là mình đã là hán rồi, thì cái vị đệ tử muốn giúp cho thầy mình đó thoát ra khỏi cái đó thì mới lại nói là bạch ngài, ngài có phải đắc là hán không? Vì nó đã từ đa ta là đại đạo như là không có còn tham si nữa, thì nói như bây giờ ngày dùng mình không thì biến một con voi đi, con voi thật là dữ tợn từ xa chạy lại thì thầy chạy lại hút ngài đi coi như thế nào. Khi mà cái vị đó dùng thần thông như voi, cái vị đứng từ 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 xa lại hút vị này, thì khi mà nó chạy lại được hút về thì vị này tâm hoảng sợ đó, hoảng sợ lên đó, mà hoảng sợ lên thì lúc đó quý vị nhận ra là à giờ mình còn ô nhiễm đó. Cho nên là ở đây á, là cái vấn đề thứ ba mà để phân biệt là chính trong thời gian bất hạnh biết được sự trung kiên của một người đó, là gặp những cái khó khăn thì mới biết được cái người đó, cái tâm cái vị đó là A-la-hán hay là không, mới xác định được. Cái thứ tư, cái điều quan trọng nhất là phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải không có tác ý, phải có trí tuệ và không phải với ác tuệ. Cái điều thứ tư là khắt khe nhất. Cái điều thứ tư này nó thể hiện cho giống như là ông đại sư có nói đó, để biết một người mà A-la-hán, biết một người mà có thật sự A-la-hán không, thì bèo bèo á mình cũng phải là A-la-hán mà A-la-hán phải tương tự nha. A-la-hán, tại vì A-la-hán có nhiều loại A-la-hán nữa. A-la-hán lục thông, A-la-hán tâm minh lục thông, chúng ta phân tích gọi là A-la-hán lục thông. Đó, gọi là A-la-hán mà không có tâm minh, không có tứ tuệ phân tích nữa. Ô, xin lỗi, là A-la-hán có tâm minh. Đó. Nhưng mà kho lại không có tứ tuệ phân tích hay không có lục thông. Đó. Nên đó, cho nên á quý vị phải hiểu là cái vế thứ tư nè, vế thứ tư là nó rất là quan trọng. Mà tụ chung ở đây một điều á, là để phân biệt vị La Hán á, theo sư nghĩ nha, đại sư đối chiếu với kinh Tạng và chú giải, sư nói vị thật sự cực kỳ khó, mà hầu như là không thể luôn nếu mà chúng ta phàm phu. Bởi vì sao?
Bởi vì như vậy nè quý vị, nếu mà có vị A-la-hán cư xử như vậy nè, một vị là A-la-hán nha, mà cư xử như vậy nè, quý vị có tin vị A-la-hán không? Là có một câu chuyện như vậy, là liên quan đến ngài Bin Đá Quách Chá. Là ngài hôm đó ngài khất thực, thì ngài mới thấy cái ông, một cái ông đó, ông đánh xe bò ở đằng sau là chở một cái, chở mè đó, chở mè đen đó, chở một xe, một cái xe xe bò mè đen đó. Thì ngài ngài có cái tật, ngài gọi là có cái tiền khiên tật đó. Đại loại như vậy nghe, sư lấy cái ví dụ cho nó gần gũi cho bây giờ. Đại loại như nói: ê ông già, chở cái gì đó đi đâu vậy? Thì cái vị mà đánh xe bò này mới bực mình, nghĩa là mình trong đầu nói: cha này nội này tu hành gì đâu mà thầy chùa này tu hành gì đâu mà ăn nói gì mà thô thiển vô duyên vậy. Thì cái thời điểm đó cái vị đó nó mới nói là, mà mới bực, mới nói là cất chuột, tôi chở cất chuột được không, kiểu gì đó. Thì ngay thời điểm đó là tất cả mẹ đen mới biến thành cất chuột hết hơi vậy. Thì ổng khóc, ổng khóc, ổng khóc, ổng khóc, ổng khóc, ổng khóc. Thì lúc đó ngài đi rồi, thì cái một người thằng người kia, một người khác, một người dân khác mới lại hỏi: ủa sao ông khóc? Nói là tự nhiên giờ nãy tôi chở mẹ đen mà sao giờ cất chuột, chuột không à. Rồi sau đó đó hỏi ông sự tình là nãy giờ ông có đi ngang gặp ai không, thì nói là tôi gặp một cái sa môn rồi sau sau cái sự kiện nó tôi bị gì nè. Nói thì giờ ông đi sám hối đi. Thì nghĩ ông đi sám hối ngài là trở lại bình thường, và thậm chí ngài bị leo chá bị rất nhiều huynh đệ phàn nàn. Phàn nàn nói là bạch Thế Tôn, sao mà cái cách nói chuyện của vị này giống như là đụng cái kêu: ê ông sư này, hay cha nội kia lại tôi biểu rồi nè, cái gì đó. Thì lên bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói là đó là tiền kiên đặc vị ấy, do vị ấy liên tục 500 kiếp là bà la môn, cho nên cái kiểu ăn nó mà trịch thượng nó gì nó quen rồi. Cái tâm vị đó là vô nhiễm rồi, không còn tham sân si nữa đó. Thì bị thử nghĩ đi, thử nghĩ là nếu mà bây giờ trong thời đại mình có một cái vị a la hán thực sự như vậy nha, mà có cái tiền kiên tật là lạ vậy, thì vị có nghĩ là quý vị nếu mà sự nói có một người cũng a la hán mà nói, có một người mà cũng đã a la hán cũng mệt nói là vị này xác nhận vị này a la hán, quý vị có tin không? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ngày sau lại phất. Ví dụ quý vị có một một thấy một cái vị mà nói là biết cái vị á, biết là vị này a la hán, nói là nghe là tin nhiều người nói là vị này a la hán, nhưng mà vị thấy là cái vị này nè ngày sau lại phất đi, là giống ngày sau lại phất, là giống như là có một cái vũng nước nhỏ thôi nhưng mà bước qua được rồi, nhưng mà không, có nghĩa là từ cái như là phóng qua đó, nghe bay qua gì đó. Thì bây giờ nếu mà trong 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 thời mình là có một vị mà nói là a la hán, nhưng mà cái cách đó, cách mà đi đứng như nằm ngọn gì đó, quý vị có tin không? Mặc dù là ngày sau lại phất thì khiên tật ngài là như vậy thưa quý vị. Ngày sau lại phất đó, là ngài có một cuộn nước nhỏ thôi, ngài bước qua được, bước thể bước qua được, nhưng mà không, ngài phóng qua. Do gì? Do cái tiền khiên tật của ngài là do năm trong quá khứ đó, 500 kiếp liên tục ngày làm khỉ, nên nó trở thành nó một cái quán tính vậy thôi thưa quý vị, một cái quán tính thôi, chứ không có phải là ngài làm cái hành động đó với cái tâm bất thiện, hay như tâm phóng dật hay là gì đó, hay là tâm si. Cho nên tụ chung lại cái câu trả lời này nè, là cái trường hợp của ngài Mô Gốc hay trường hợp ngài Sân Luân đó, là cái trường hợp đắc của các ngài đó, là chúng ta chỉ nên dừng ở mức niềm tin. Có nghĩa là niềm tin ở đây là niềm tin của người dân Myanmar, niềm tin ở đây là được nhiều người dân như cận sự nam cận sự nữ Myanmar và chư tăng ở Myanmar họ có niềm tin. Và cái sự thẩm định đó, cái sự thẩm định với sự gần gũi, cái sự mà gần gũi hỏi pháp, học học pháp pháp rồi đó, thì chỉ là người dân Myanmar có cái sự gần gũi ngài nhiều, trải nghiệm với ngài nhiều, học hỏi ngài nhiều, thì họ có niềm tin như vậy là ngài Mô Gốc và ngài Sân Luân là ngài bậc A-la-hán. Còn cái việc mà nói là làm sao để biết á, thì sư đã lấy cái câu chuyện mà ông vua Basenadi hỏi Đức Phật, thì vị đã hiểu rõ rồi. Không, để phân biệt một vị A-la-hán tụ chung á, cực kỳ khó. Còn mà để mà nói là để biết một người thôi, để biết một người thôi nha, người thôi, bốn yếu tố mà sư nhắc lại đó. Thứ nhất phải cộng chú, mới phải cộng chú một thời gian dài mới biết được duy đức một người. Thứ hai là phải cùng chung một nghề mới biết được sự thanh tịnh của một người, là cần thời gian dài luôn nha. Cái thứ ba là phải cần một thời gian dài chính trong những cái thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người. Và cuối cùng thứ tư phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người, và phải có một thời gian dài không thể khác được, là phải có tác ý, không phải không có tác ý, và phải có trí tuệ, không phải có trí tuệ, có nghĩa là mình phải có trí tuệ tương đương với cái vị đó thì mới biết được cái người đó, chính xác cái người đó như thế nào. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.
Thưa ý quý vị, mấy trường hợp này Sinh đó là bị Nghe nè, nghe nghe nghe. là bị A-la-hán mù chữ. Thì ngài có kể là trong cái giây phút mà ngài chứng A-la-hán thì ngài thấy chư thiên mười phương đảnh lễ ngài. Đảnh lễ là vì thế gian này xuất hiện một vị A-la-hán. Ngài thấy rõ như vậy. Cái này thì sư chỉ đọc như thế nào thì sư kể lại thôi. Và các vị rất là khi mà ngài tuyên bố là ngài chứng A-la-hán thì các vị sư gọi là giỏi về cái pháp học và pháp hành đó, đều đến để mà đối chất với ngài. Và điều kỳ lạ là ngài vốn dĩ là mù chữ, ngài chưa có học kinh kệ gì hết, nhưng ngài có thể kể ra được Phật ngôn, nói ra được Phật ngôn đúng y chóc. Ngài chưa học gì hết. Thì như vậy á, nó loại đi một cái, nó có hai trường hợp như vậy. Một trường hợp á là ngài chứng thần thông mà ngài có tăng thượng mạng, giống như trường hợp Đại Đức Tuệ Tường có nói là vị tỷ kheo mà nghĩ mình chứng A-la-hán mà vị đó có thần thông, thì một vị có thần thông thì vị đó cũng có khả năng tìm ngược dòng đến lời Phật dạy. Tuy nhiên nếu như vị đó có thần thông thì cái thứ hai nè là nó loại cái trường hợp mà vị đó tăng thượng mạng này, là chính bởi vì vị đó thấy rõ chư thiên trong mười phương đảnh lễ vị đó, bởi vì thế gian xuất hiện thêm một vị A-la-hán. Mà quý vị biết đối với chư tăng là cái chuyện mà nói dối, nói khoe pháp thượng nhân là mà không có là nó sẽ rơi vào cái tội paratika rất là nặng. Mà vị này thì vẫn duy trì cái thấy như vậy, tức là duy trì những cái năng lực đặc biệt mà không phải thần thông. Tại vì ngài nói là ngài không có thần thông cái kiểu biến hiện như là ngồi trên hư không hay là biến độn thổ hay đi trên nước đại loại như vậy, ngài ngài không có. Nhưng ngài lại có thể nói rành rõ Phật ngôn, trong khi đó ngài chưa hề học qua một bài kinh nào. Và ngài có thể nhìn thấy chư thiên phi nhân các thể loại mà ngài lại không có thần thông. Đó là những cái năng lực đặc biệt của mà người ta tin người dân Miến Điện thông qua cái sự gọi là tra khảo ngài về pháp học và pháp hành. Chư tăng Miến Điện tin ngài là A La Hán, ngài nói ngài là A La Hán, chư tăng Miến Điện tin ngài là A La Hán bởi vì chư tăng đã khảo tới như thế. Và người dân Miến Điện cũng tin ngài là A-la-hán, và khi sư tìm hiểu các thông tin thì bản thân sư cũng tin, mặc dù là sư chưa chứng đắc gì cả, cho nên là sư chỉ có thể nói là sư tin thôi, chứ còn mà gọi là bằng chứng mà muốn kỹ hơn thì chỉ có khi nào mình chứng đắc thì mình mới biết được. Ha.